Chào anh em nhé, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình review những sản phẩm laptop độc lạ và rất là hiếm trên thị trường. Hôm nay Hero Lab sẽ giới thiệu với anh chị em một trong những chiếc laptop flagship, tức là laptop ship nhất của Samsung, model năm 2019, đấy là Samsung Notebook Pen 2019. Đây là bản 13.3 inch. Hero đã có dịp giới thiệu với anh em là cái bản 15 inch. Bản 13 này thì nó hiếm hơn một chút. Lần đầu tiên thì nó về Hero Lab nên Hero Lab sẽ giới thiệu luôn với anh em để anh em cảm nhận được cái sự khác biệt giữa cái sản phẩm Samsung Notebook 9 Pen với những cái chiếc laptop thông thường đang được bán trên thị trường. Mời anh em theo dõi nhé. Thì cảm nhận đầu tiên của chiếc máy này là nó khá là giống với thiết kế MacBook Pro. Cũng đúng thôi, là bởi vì là cái thiết kế của MacBook Pro là thiết kế Unibody, tức là thiết kế nguyên khối. Thì cái thiết kế nguyên khối sau này được rất nhiều hãng áp dụng vào, trong đấy là có Samsung dòng Notebook 9. Nếu như chiếc Samsung Notebook 9 Pen này mà nó làm mặt màu hoàn toàn làm từ nhôm màu bạc silver thì là nhiều người nhìn qua sẽ tưởng là MacBook Pro. Tuy nhiên Samsung là làm mẫu máy này là có màu xanh navy, mặt dưới này, mặt trên này và mặt kế tay, đây là màu xanh navy. Màu xanh này thì là màu hot nhất năm 2019. Anh em để ý là các cái dòng cao cấp năm 2019 như là Asus dòng ZenBook hay là HP Spectre thì 2019 là đều có các cái bản màu xanh navy rất là đẹp. Màu xanh này thì khi anh em diện với các bộ đồ vest màu xanh navy thì cực kỳ đẹp luôn, nó rất là kiểu phong cách doanh nhân. Nhìn tổng quan bên ngoài thì chiếc máy này nó là một chiếc máy rất đẹp. Tuy nhiên mà để nổi bật hẳn như Spectre thì nó không nổi bật hẳn như dòng Spectre, mà bởi vì đây là dòng tức là Samsung gọi là dòng business, thì nó line giữa business với dòng thời trang. Nó khác với dòng HP là tách riêng ra là business là có e-lightbook, còn dòng thời trang là Spectre, giống như Dell cũng vậy, Dell thì có XPS là dòng thời trang, còn dòng doanh nhân, dòng business đấy là Dell Latitude. Tuy nhiên là Samsung thì nó hãng này người ta gộp hai cái dòng business và dòng thời trang vào gần như là một, sinh ra cái dòng Notebook 9 này. Notebook 9 thì nó có rất nhiều series anh em ạ. Rất nhiều người thì nếu mà không am hiểu về dòng Samsung thì rất hay nhầm giữa các cái model, và thực tế là phần lớn là các cái shop bình thường người ta cũng không phân biệt được giữa các cái model của dòng series 9. Thì series 9 này có rất là nhiều series, rất nhiều model, trong đấy có rất nhiều model. Thì là đây, ví dụ như dòng series 9 thì có thêm một phiên bản màu bạc. Màu bạc này là sử dụng vỏ hợp kim manhê thì nó sẽ nhẹ hơn rất nhiều, nhưng mà cầm cảm giác nó không xịn và nó hơi hợp ẹp so với cái chất liệu của Samsung Notebook 9 Pen này. Nó sử dụng hợp kim duralumin, là hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm này sử dụng trên công nghệ chế tạo máy bay nên nó rất là cứng và cảm giác nó rất là xịn sò. Tiếp theo đây là phiên bản Samsung Notebook 9 Pro thì cũng dùng hợp kim nhôm nguyên khối, rất là đẹp. Đây là hợp kim nhôm, mà khác với hợp kim magie anh em nhé. Đây, hợp kim nhôm thì cảm giác nó rất là cứng chắc và rất là xịn. Đây là mà mình sẽ bắt đầu giới thiệu chi tiết hơn về cái chiếc Samsung Notebook 9 Pen này để anh em thấy nó có gì nó khác biệt so với các cái sản phẩm của các hãng phổ thông khác hay không. Thì điều đầu tiên là nhìn vào đây, cảm quan bên ngoài như lúc nãy mình nói, nó rất là đẹp, rất là gọn. Cái viền là file cắt CNC này nó giúp cho để lộ cái vân kim loại này, nó sáng bóng, rất là đẹp, rất là khỏe. Và chúng ta cảm nhận được cái chất liệu này nó rất là xịn, nó rất là cứng nhưng mà nó rất là nhẹ anh ạ, bởi vì là hợp kim dùng trên chế tạo công nghệ chế tạo máy bay, nó rất là nhẹ, nó rất là cứng nhưng mà rất là nhẹ. Và đương nhiên nó là cái chất liệu rất là đắt tiền, không phải là dòng nào cũng có, chỉ những cái dòng mà cao cấp nhất thì người ta mới sử dụng cái hợp kim máy bay này.
hợp kim máy bay của chiếc Samsung Notebook 9 Pen này thì người ta là đúc liền khối, tức là chiếc máy này nó hoàn toàn làm từ hợp kim, nó đúc nguyên khối và khoan cắt CNC để đặt linh kiện bên trong, cho nên anh em cầm cảm giác nó rất là cứng. Còn những cái dòng mà tầm trung trở xuống thì bên ngoài này nhôm nhưng bên trong có thể là người ta cho độn nhựa vào. Vì thế cho nên là nhiều khi mà nghe các shop quảng cáo là dòng nào vỏ nhôm thì cũng là nguyên khối, thật ra không phải nguyên khối, nguyên khối chỉ là những cái dòng cao cấp như thế này thì nó mới là nguyên khối. Nguyên khối thì giúp cho thứ nhất là máy cảm giác nó rất xịn giò, thứ hai nữa là đẹp, thứ ba nữa là cầm cảm giác nó rất chắc chắn và nó sau thời gian dài nó đỡ bị lão hóa hơn. Còn khi mà anh em dùng các cái dòng bên ngoài nhôm bên trong nhựa thì dùng một thời gian thì nó cái nhựa nó lão hóa, nó sẽ làm cho máy nó hơi sộc sạch hoặc là bản lề nó không chắc đấy. Và cái sự khác biệt cơ bản giữa cái vỏ hợp kim nguyên khối và hợp kim loại thông thường, các dòng tầm trung trở xuống, là bên ngoài nhôm bên trong nhựa, anh em lưu ý vấn đề này. Đây, khi mở ra đây, mở ra anh em thấy là chiếc máy này, đây là cái tấm tre bàn phím, nhưng không cần thiết, cái này mình có thể bỏ đi để nó dễ gõ. Đây là một chiếc laptop 2 trong 1, tức là anh em có thể xoay màn hình, xoay gập màn hình thành máy tính bảng. Anh em có thể cầm thế này, cầm thế này để đọc báo hoặc đọc tài liệu, hoặc khi anh em ngồi ở trong cái những cái tư thế mà nó hơi chật hẹp về không gian, ví dụ như là ngồi trên ghế máy bay hay là trên tàu xe các thứ, anh em ngồi như này nó vẫn rất là thoải mái, không cần phải để bàn phím ra. Khi mà anh em gặp thì đương nhiên là bàn phím và chuột này nó sẽ tắt đi, anh em còn thoải mái, không vấn đề gì. Dùng như một máy tính bảng, anh em vào mạng đọc tài liệu các thứ rất là dễ. Chiếc máy này thì là nó rất là nhẹ, trọng lượng nó chỉ rơi vào khoảng tầm 1,15 kg. Với cái trọng lượng này thì cầm cảm giác nó rất nhẹ nhẹ. Còn thông thường thì những cái chiếc laptop 13.3 inch mỏng nhẹ thì nó trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm 1,3 kg, cầm cũng khá là nặng. Tuy nhiên 1,1 kg thì nó nhẹ hơn rất nhiều, anh em cầm cảm thấy nó thoải mái hơn. Về thiết kế bên trong thì cũng không có gì độc đáo lắm. Thì đầu tiên là đây là chiếc laptop có màn hình xoay gập cảm ứng. Thì chiếc máy này hiện tại là người ta đang dán một cái lớp chống chói, thì khi mà ánh sáng chiếu vào nó không bị chói. Thứ hai nữa là cái tấm dán này nó giúp cho bảo vệ màn hình không bị xước. Và thứ ba nữa là khi anh em viết ở trên này hoặc là di tay này, cảm giác nó sột sột như trên giấy, cực kỳ sướng, rất là thích. Và viết trên này, em viết cảm giác nó chính xác hơn. Và cái nét bút mình đưa nó chuẩn hơn. Mình rất là thích tấm dán này. Tuy nhiên là ở Việt Nam hình như là không thấy. Đây là tấm dán dán sẵn từ nước ngoài dán. Về bàn phím, bàn phím đây em thấy đây là bàn phím tiếng Hàn. Cái bàn phím tiếng Hàn thì nó cũng không ảnh hưởng gì, bởi vì chuẩn Hàn thì theo chuẩn Mỹ thì anh em gõ bình thường. Còn trong trường hợp mà nếu như các cái bàn phím của chuẩn Nhật thì như kiểu Panasonic hay là một số hãng Toshiba từ Fujitsu, thì anh em sẽ thấy cái bàn phím Nhật thì cái kết cấu layout này nó khác, đơn ra là mình phải dán phím với lại cái phím enter các thứ là bố trí khác đi, nó nhỏ, kích thước nó khác, gõ nó hơi khó. Tuy nhiên là bàn phím tiếng Hàn thì gõ như bàn phím tiếng Anh, anh em cũng không cần phải quan tâm gõ khó hay không, nó như nhau hết. Cái bàn phím này thì nó không phải xuất sắc, nó ở mức bình thường. Bởi vì là những cái máy mỏng nhẹ thì bàn phím này nó như thế này là mình thấy ok rồi, nó cũng có thể nó còn tốt hơn cả Dell XPS. Cũng có thoải mái mà cũng không quá lăn tăn vì sợ nó nông quá. Touchpad này đã điểm cực kỳ mượt, đi rất sướng. Nói chung dòng Samsung thì được tối ưu thứ nhất là về phần cứng và thứ hai phần mềm. Các cái phần mềm của Samsung thì làm rất là tốt. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về màn hình là cái bộ phận mà Samsung luôn làm tốt, bởi vì Samsung là nhà sản xuất chuyên về màn hình TV.
cho nên màn hình của các cái dòng Samsung Note 9 là cực kỳ đẹp, nhìn rất là dễ chịu, cái độ phủ màu tốt. Mức sáng của cái dòng này nó rất là cao, nó có cả cái tính năng outdoor view, thì khi anh em nhìn ngoài nắng thì nó tăng lên mức sáng được khoảng 500 nits, tới hơn gấp đôi cái màn LED bình thường, giúp cho anh em là nhìn ra ngoài nắng vẫn nhìn được tốt. Đây là một cái tính năng mà trên dòng Note 9 nó rất hay có. Về âm thanh thì dòng notebook 9 này thì âm thanh cũng là một trong những lợi thế Samsung trang bị cho máy, là chiếc âm thanh theo tùy chỉnh của AKG. Khi anh em cảm tai nghe thì rất là hay, nó có các tùy chỉnh về âm thanh nghe cực kỳ hay luôn, nhất là cho những cái bạn có thể xử lý âm nhạc các thứ ấy thì rất là hợp lý. Anh em thường những cái người xử lý về âm thanh hay dùng mắt, tuy nhiên là anh em có thể dùng sang những cái dòng Samsung hoặc LG thì cũng dùng được tốt, là bởi vì là các cái phần mềm tùy chỉnh của các hãng nổi tiếng về âm thanh thì cũng có sẵn trong, cài đặt sẵn trong cái máy này. Về camera thì không cần nói nhiều, nó có thêm camera hồng ngoại, ở mặt camera hồng ngoại đây, vân tay đây, ok, thế là đủ, thế là thừa thãi anh ạ. Thường thì mình sẽ dùng cái Windows Hello nhận diện khuôn mặt, nó sẽ nhanh hơn là vân tay. Đấy, xong hình ảnh rồi, xong âm thanh rồi. Đây, em nhìn lại nhé, màu xanh navy nhé, bản lề. Bản lề này thì nhiều người bảo là có sợ bản lề nó hỏng hay không. Thì là những cái dòng như mình đã phân tích lúc nãy là những cái dòng vỏ nhôm nguyên khối, nhỏ vỏ đúc nguyên khối thì bên trong không có tí nhựa nào, vì thế là cái bản lề này nó cực kỳ cứng, anh em dùng rất là yên tâm. Thứ hai nữa là cái quan trọng nữa là cái cáp màn hình thì là được thiết kế dạng dây luồn vào bên trong cái bản lề này, cho nên anh em không sợ nó đứt, yên tâm là không sợ, không bao giờ đứt, sợ khi máy hỏng còn bản lề cáp màn hình còn chưa đứt được. Chiếc máy này nó rất cứng cáp, cho nên là có thể là nó sẽ chịu đựng va đập các thứ rất là tốt. Tất nhiên anh em đừng có rơi mạnh quá, vì rơi thì những cái màn cảm ứng kính hay bị vỡ thế thôi. Còn máy thì ít khi hỏng, trừ khi mà rơi hoặc va đập quá là nặng. Đây, màn hình rất đẹp anh em ạ. Màn hình của Samsung tùy biến rất tốt. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu về phần mềm thì Samsung thì gọi là đỉnh nhất trong các hãng sản xuất laptop, nó có rất nhiều tùy chỉnh rất là hay. Đây, trong này anh em thấy một loạt này các cái phần mềm linh tinh, ví dụ như là phần mềm này là ghi âm hội thoại, vừa ghi âm vừa viết ghi chú này, để ví dụ như anh em đi họp hoặc là đi học có thể là viết kèm cái bài giảng vào đấy hoặc là chú thích vào đấy luôn. Samsung Note này, Live Message Studio Plus này, là Samsung Gallery này, là những cái phần mềm mà để chỉnh sửa video hoặc âm thanh các thứ. Samsung Flow là để đồng bộ này, đồng bộ với điện thoại này. Samsung Security để kết nối bảo mật với điện thoại này. Các cái phần mềm tùy chỉnh khác, hoặc là anh em có thể vào phần setting này, Samsung làm phần setting riêng thì trong này có rất nhiều tùy chỉnh. Auto booting là khi anh em mở là màn hình tự nó sẽ bật lên, USB charging là cắm sạc các thứ sạc ngoài. Display thì có thêm các cái chế độ đọc thì photo editing standard này có rất nhiều, hoặc là chế độ AMOLED đấy, hoặc video HDR, nói chung là có rất nhiều cái tùy chỉnh về màn hình rất là hữu ích. Audio thì có cũng rất là nhiều loại này, movie, music, standard này. Cái này chỉnh nó cũng rất là khác nhau, anh em có thể cảm nhận được rõ ràng. Camera thì có thêm cái tính năng làm đẹp các thứ. Tiếp theo nữa là cái quan trọng nhất là cái phần bút. Thì nổi bật của cái sản phẩm Samsung Galaxy Samsung Notebook 9 Pen 2019 đấy là nó hỗ trợ bút S Pen. Bút S Pen này thì nó rất là tiện, nó nằm trong máy giống như điện thoại Note, anh em bấm piu một cái đấy, ra đây, bút là bút điện thoại đúng không ạ? Đây, bút điện thoại của mình Note 9 nó sẽ bé hơn bút này một chút,
gần như nhau, cái bút của laptop này, to hơn một chút, dùng chung được cho nhau nhé. Đây khi bật ra em thấy là cái phần mềm giống như điện thoại Note đấy ạ. Đây là Grid Note này, View All Note này, Smart Select này, Screen Write này, Liver này. Đấy, anh em có thể viết vẽ chú thích giống như trên điện thoại, nó rất là tiện, rất là nhanh. Khi anh em trình chiếu một cái gì đấy, đây, đây. Đây. Recycle này. Đấy, Control này, đấy, những chú thích để gửi. Đấy, các thứ gửi cho khách hàng các thứ. Đấy, bớt này. Gửi cho khách hàng và gửi cho các cái đối tác hoặc là gửi cho người nào đấy, anh em có thể vẽ là viết ở trên này, nó rất tiện, rất là nhanh. Thì cái bút của dòng Note này nó có cái hay, nó không cần dùng pin, nó rất là nhỏ, rất là nhẹ, rất là tiện. Mình biết vào đây, còn ví dụ như là bút của Surface này nó hơi to, nó nằm bên ngoài. Khi nằm bên ngoài thì mình sẽ hay quên hơn, ít khi cầm đi theo. Còn để ở bên trong máy này nó rất là tiện. Thứ hai nữa, nó dùng chung được với bút của Note, đây là Note 9, là dùng viết được cho nhau, rất là tiện. Viết được rất tiện, cho nên là anh em khi mà dùng điện thoại Note thì đi kèm, mà anh em nhiều anh em lại dùng điện thoại Note mà dùng MacBook thì theo mình thấy là nó không hợp. Anh em có thể chọn được sang cái chiếc laptop Note 9 Pen này, nó cực kỳ hợp lý giữa hai cái thiết bị. Thứ nhất là nó đồng bộ rất là tốt, thứ hai nữa là cái tính năng về giải trí hay công việc thì cái chiếc notebook 9 này nó đáp ứng không thua gì MacBook, thậm chí anh em có thể là nó còn dễ dùng hơn, nó phù hợp với đại đa số dùng Windows hơn. Các cái tính năng ví dụ như màn hình, âm thanh nó cũng đều tốt. Pin của chiếc máy này nó dung lượng rơi vào khoảng tầm 54 Wh là dung lượng rất là cao, thì em có thể dùng được đến khoảng tầm 8 tiếng trên dưới 8 tiếng đấy, cái mức mà đối với máy Windows rất là lâu rồi, cũng được một ngày làm việc, cho nên là cũng không phải lăn tăn về việc khoản pin. Nhiều anh em dùng MacBook bởi vì là khoản pin MacBook rất là tốt, nhưng mà chiếc Samsung này pin của nó cũng cực kỳ tốt. Đấy, pin nó báo vẫn còn được 7 giờ, vẫn rất là tốt anh em nhé. Cầm một tay rất là nhẹ. Nhiều người khi mà gặp màn hình thì thường hay là cầm thế này, để thế này, để thế này thì cái bàn phím này nó sẽ che, cái phần này nó hơi nhiều. Cho nên là anh em khi dùng thì là kiểu cảm ứng thì nên dùng dọc này, thì cái bàn phím nó nằm ở dưới, anh em sẽ dễ dùng hơn, dễ nhìn hơn. Về cấu hình thì chiếc máy này nó có nhiều cấu hình anh em ạ. Đây là trên tay mình, đó là cái cấu hình bản i5 8265, đấy là cái đời chip thế hệ 8 nhưng mà dành cho năm 2019. RAM 8GB và ổ cứng SSD NVMe 256GB. Thì chiếc máy này thì đối với những cái dòng mỏng nhẹ thì không nâng cấp được RAM, cho nên là cái RAM 8GB thì nó ở mức vừa phải. Còn đối với những cái anh em mà dùng theo kiểu đồ họa cao thì anh em nên mua những cái bản khác mà cấu hình nó cao hơn chút. Cái máy này thì nó hợp lý hơn đối với những người dùng business, dùng văn phòng, xử lý đồ họa nhẹ nhàng, cũng không phải quá nặng. Đối thủ của chiếc Samsung notebook 9 Pen đấy là dòng Lenovo Yoga. Lenovo Yoga cũng sử dụng bút nằm bên trong máy đấy, hoặc là Dell dòng Latitude 2.1 7390 2.1 7. Tuy nhiên là anh em thấy là so với ThinkPad thì là cái chiếc Samsung này nó thiết kế nhẹ hơn nhiều, nhẹ đẹp hơn. Thứ hai nữa là cái chất liệu của cái chiếc Samsung này nhìn nó xịn hơn rất nhiều. Của ThinkPad thì chất liệu của nó cảm giác nó hơi thô và hơi giòn, cho nên là dùng một thời gian
nó khá là đen nhem, nó không được đẹp nữa. ThinkPad thì được cái bàn phím thì luôn xuất sắc, và tốt hơn bất kỳ một chiếc laptop nào ở trong phân khúc. Tuy nhiên mà những cái yếu tố còn lại thì nó không thể bằng chiếc Samsung chiếc Samsung Notebook 9 Pen này được. Bút của dòng dòng ThinkPad X1 Yoga đây, bút này thì bút dùng pin. Bút dùng pin này thì một thời gian pin nó sẽ bị chai, nhưng em sẽ phải dùng nó sẽ hơi khó chịu một chút. Chất liệu này dùng một thời gian thì nó sẽ hơi lem nhem, nó không thích. Cá nhân của Hero thì thích thiết kế của chiếc Samsung hơn. Thứ nhất là thiết kế và thứ hai nữa là tính năng. Còn đối với ThinkPad thì chắc là dành cho những người nào yêu thích sự cổ điển hơn. Cho vào rất là gọn anh em ạ. Đây anh em xem rất là đẹp. Đây là một chiếc laptop rất thanh lịch. Nó không phải là một chiếc laptop nổi bật, tuy nhiên nó có những cái tính năng và cái độ bền theo Hero thấy là nó rất là tốt. Tuy nhiên cái giá của nó cũng không phải rẻ, cũng phải nếu mà hàng mới em cũng sẽ phải bỏ ra khoảng tầm 1.200 đến 1.400 đô thì rơi vào khoảng tầm 30 triệu. Còn những chiếc hàng cũ này thì nó sẽ rẻ hơn một chút. Thế anh em có thêm câu hỏi gì thì vui lòng inbox riêng hoặc là lên fanpage của Hero, tôi sẽ trả lời thêm cho anh em. Chào tạm biệt anh em, hẹn gặp lại trong những cái review lần tới. Cảm ơn anh em.